Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, hôm nay chủ trì họp báo trực tuyến phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức năm nay được nâng tầm toàn quốc, người nước ngoài có thể tham gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuộc thi khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát hiện, đào tạo bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tuyên truyền đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lan tỏa nội dung cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bài dự thi phải tổng kết được những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp kiến nghị. Cấp ủy địa phương, đơn vị cần quán triệt tổ chức sâu rộng cuộc thi này. Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2022.